xin kính chào tất cả quý vị và xin được gửi đến một lần trời âm ái nhất. Xin cảm ơn quý vị, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Những lời chúc tốt đẹp là tất cả các anh chị em nghệ sĩ đã chúc quý vị rồi. Thanh Hà mong muốn đưa hôm nay quý vị có một đêm nghe nhạc thì cũng thật vui và thật trọn vẹn. Bài hát đầu tiên xin gửi đến quý vị một ca khúc của nam nhạc sĩ Thái Thịnh và hát mang tên Nếu Em Được Lựa Chọn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.